kiếm để cho ông chủ mình. Đây bên Mỹ gửi về cho anh đánh giày 50 đô không ạ? Đây gửi có cái đề tên không anh? Nguyễn Hoài Phương, Phương hay Phượng ấy, không biết. Phượng. Hoài Phượng. Hoài Phượng bên Mỹ. Phúc sẽ là người nhận trao cho. Biết ai cho không? Biết ai cho. Chú này chú là người gửi thôi. Chú này chú chuyển thôi. Có người giúp đỡ anh thấy vui không? Đủ tiền ăn cơm không? Đâu? Đây. Đây hai đứa nằm. Con bữa đi bị mất rồi tự động nó về hay sao? Xong nó đòi tiền chuộc hả? Bao nhiêu? 1 triệu. Sao mọi người lại có thể làm như vậy? Nó bắt mấy ngày? 1 ngày luôn. Nó bắt đi mấy ngày? 1 ngày. Anh ở đây từ sáng tới mấy giờ đi về? 5 giờ chiều. 5 giờ chiều về. Hôm nay anh rất vui vì mới có một người ở bên Mỹ gửi về ủng hộ cho anh 50 đô. Hình như mình vừa quay được hình như là chị Hoài Phương ở bên Mỹ sao đó. Nói chung là anh cũng mới nhận được rồi, anh cũng vui mừng lắm. Anh vui không? Hôm nay biết ai gửi tiền cho anh không? Một chị ở bên Mỹ, tên là Ngoại Phương. Rồi bữa giờ, mấy bữa nay có nhiều người ủng hộ cho anh không? Nhiều. Được bao nhiêu rồi? Đủ sống không? Hôm nay đánh được mấy đôi giày rồi anh? Nãy giờ là 4 đôi rồi. Sớm giờ nhóm của mình đang ngồi đây từ lúc anh chưa đánh được đôi nào hết. Bây giờ là 12 giờ 25 phút rồi, bây giờ mọi người nhân viên văn phòng đang nghỉ trưa rồi đó. Thế anh mới có thời gian, có nhiều người tới đây để đánh. Anh đánh rất kỹ nha mọi người. Anh làm đánh giày được mấy năm rồi? Làm nghề đánh giày được mấy năm? Đó rồi. 10 năm. Ủa, 10 năm. Và chú chó này mấy tuổi? Chú chó này 3 tuổi rồi, 3 tuổi rồi.
thơ. Vừa nghe thông tin chú chó này thất lạc, nói chung là mình cũng cảm thấy buồn cho anh, nhưng mà vừa anh nói là anh cũng rất buồn, buồn lắm không? Nhưng mà cũng may sao là người ta cho chuộc lại, nhưng mà số tiền chuộc là đến 1 triệu đồng. Mọi người nghĩ như thế có cảm thấy như thế nào? Rồi đánh xong đôi này mới đi ăn cơm con. Hôm nay được đánh được 4 đôi giày là cũng có được chút tiền lãi ăn cơm, còn lại được chút xíu. Một ngày đánh được nhiều nhất mấy đôi giày? Một ngày nhiều nhất đánh được 4 đôi thôi. Một ngày đánh được nhiều nhất mấy đôi giày không nhớ. Nhưng mà ảnh thì mỗi ngày khác nhau, có ngày được nhiều, có ngày được ít. Thế hôm nay mình không đi giày đi xin đen không, chắc định đi giày tới ủng hộ ảnh được một đôi rồi. Mọi người ai có đi giày da hay là nhân viên văn phòng ở khu cái hẻm 15A Lê Thánh Tôn này thì ghé đến ủng hộ cho anh đánh giày nha. Rồi nhớ subscribe nha mọi người. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Dạ chào anh ạ, anh là chủ quán cà phê này đúng không anh? Dạ từ hôm bữa tới giờ anh Coloman có ngồi nói chuyện với anh đánh giày này thì có tình hình như thế nào anh? Thế nhưng mà tôi có cái clip của anh Coloman á, dạ. Thì cũng có rất là nhiều người tới giúp đỡ, người thì giúp đỡ bằng tiền, người giúp đỡ vật chất, quần áo, bánh kẹo. Dạ. Nhưng mà cũng có hai cô ở bên Mỹ gửi về cho 100 đô một người, 150 đô. Cái cô mình cũng có mấy cuộc điện thoại từ bên Mỹ gọi về nhưng mà cũng chưa thấy có nói là có chuyển tiền về cho, nhưng mà chưa thấy có chuyển tới. Hôm qua thì có người cũng chuyển về nhưng về tới đây thì không gửi theo tên mình mà gửi theo tên của anh Ân. Nên là đâm ra là người ta phải xác minh lại rồi người ta mới chuyển lại được. Số điện thoại của mình nhưng mà lại tên gửi cho anh Ân. Nên buổi sáng nay cô có gọi điện lại, cô hỏi là xin cái họ tên để cô ấy làm cái xác minh lại á. Mình cũng cho lại cái họ tên của mình để cho cô làm lại việc với ngân hàng. Dạ. Nhưng mà tôi hôm nay cũng có nhiều người đã biết. Dạ, anh là hiệu ứng là vừa từ hôm Coloman gặp anh đánh giày thì có nhiều người đến giúp đỡ. Tại là người ta chuyển tiền trực tiếp qua cho anh, xong rồi anh gửi lại cho anh. Đúng rồi. Dạ, vâng. Cũng được nhiều người trên cộng đồng mạng biết thôi. Dạ. Trước thì cũng thỉnh thoảng có người tới thì cho 100-200 thôi. Ừ. Nhưng cũng ít. Một hôm mà có cái clip thì nói chung là kể cả từ Việt Nam mình đến nước ngoài người ta cũng biết tới, người ta cũng rất là nhiều. Nhưng hầu như toàn những cô lớn tuổi rồi. Các cô ấy xem, các cô ấy thấy hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Anh đánh giày ảnh ngồi quán cà phê của mình lâu chưa? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Dạ. Ban ngày thì anh ở đây. Buổi tối thì anh về bên Thái Văn Lung mới ngủ không? Ở đâu anh Thái Văn Lung? Ngủ, mà anh ngủ nhà cửa anh sao? Đâu, anh ấy ngủ nhờ cái cửa của một khách sạn bên đó. Ồ, đúng không có nhà. Và anh ấy có bà mẹ nuôi bên quận 2 đấy, nhưng mà anh ấy không về bên đó anh ở. Ồ. Anh tối anh ngủ bên đó, là ban ngày anh làm bên này, buổi tối anh ấy về bên kia thì gửi khách bên nhà mình là chủ yếu văn phòng thôi. Dạ. Yeah. Thì ban ngày anh ở đây anh làm. Buổi tối thì về anh kia, ví dụ như qua người ta kêu anh làm thì anh làm, còn nếu không thì anh nghỉ nhau đó. Được, tôi nghe. Cảm ơn anh nhiều. Anh tên gì anh lại cho em tên Phúc, chủ quán cà phê đây. Cảm ơn anh.